tại là doanh nghiệp nó bị rối ren về trong cái vấn đề cũng như là điều hành, rồi dòng tiền cũng hiện là nó đang bị xáo trộn ấy. Mình cũng không có kiểm soát được cái dòng tiền. Thực ra thì trước khi mà mình tham gia cái chương trình của thầy thì hiện tại là doanh nghiệp nó bị rối ren về trong cái vấn đề cũng như là điều hành, rồi dòng tiền cũng hiện là nó đang bị xáo trộn ấy. Mình cũng không có kiểm soát được cái dòng tiền, và cái nữa là nhân sự thì làm việc là mình gần như là mình mất quá nhiều thời gian để điều hành và hướng dẫn anh em trong công việc hàng ngày ấy. Nó rất là bấn loạn trong cái công việc kinh doanh, và nó mình không tìm được một cái lối đi nó rõ ràng, rất là khó khăn. Cũng rất là may khi mà mình biết được đến cái chương trình của thầy. Đúng ra thì mình được học gặp thầy và có duyên với thầy từ 2019, có tham gia một cái lớp giám đốc kinh doanh, thì lúc đó mình cũng đã áp dụng được một số kiến thức vào và mở chính đi học cái lớp đó về là mở chi nhánh ở dưới Nha Trang, và hoạt động tới thời điểm này thì cũng áp dụng được một số cái chính sách cũng như cơ chế khoán. Còn về dòng tiền cái thứ này kia thì cũng chưa được áp dụng nhiều, nên là tham gia thêm cái lớp này thì mình mới vỡ ra được rằng là nó rất là giá trị để mình có thể áp dụng thực tế ngay vào cái cuộc chơi và trong cái doanh nghiệp của mình. Thì đúng là không có gì hạnh phúc hơn khi mà mình đi tham gia cái lớp này, nhận được quá nhiều giá trị. Khi mà lúc mà học online thì cũng thấy là nó có một chút liên quan đến cái lớp trước khi mình học, nhưng mà khi tham gia cái offline mình mới nhận ra được cái giá trị nó hoàn toàn nó khác, và nó thực sát với thực tế để mình có thể áp dụng ngay vào thực tế được. Và nếu mà nói tâm đắc thì thật sự là mình thấy cái chương trình thì mình nhận được cái giá trị đó là có thể mình áp dụng vào cho anh em và các cái công cụ để có thể mà mình vận hành ngay được. Đó. Mình không cần phải xoay vòng trong cái vòng luẩn quẩn mà mình trước giờ mình nghĩ đó là cái công việc và trách nhiệm của mình. Nhưng mà thực ra thì mình có thể giao khoán cho mọi người được tất cả những cái mảng đó mà mình có thể là để cho doanh nghiệp mình vận hành tự động được trong cuộc sống, để mà nó hạnh phúc được, an lạc được. Thì sau khi tham gia cái lớp thì anh cũng nhận ra được một điều, đó là cần phải có những cái động lực để tạo được cái động lực cho mọi người cùng làm việc trong hệ thống. Thì không chỉ riêng là mình trả cho họ một cái thu nhập tốt, mà họ cần phải có một cái được tự do, họ sáng tạo và họ làm với đam mê và nhiệt huyết, thì chính cái trong cái công việc hàng ngày đó cũng là những cái hạnh phúc mà họ cảm thấy là khi họ làm, họ làm với cái mà đam mê của mình thì nó sẽ rất hiệu quả và cảm thấy nó vui vẻ mỗi một ngày làm việc. Đó là cái quan điểm của mình như vậy. Trong suy nghĩ của mình bây giờ, hiện tại bây giờ là mình thấy là thật sự là một sự biết ơn. Một sự biết ơn rất là lớn lao, và nó một cái nữa là giá trị là thực tế, nó làm cho cái con người mình có thể là có một cái suy nghĩ khác, một cái lối đi mới luôn, so với trước đây gần như là nó hoàn toàn mới. Liên hệ ngay Học viện CEO miền Nam, hotline 0842 424466.